Hello, Phương chào quý vị và các bạn ha. Hôm nay cũng đương làm gà xong mà biết chế biến món gì, quay vòng cho bạn xem. Này không biết hấp hành, hấp tỏi, gì không biết. Này cũng mua mới thịt bò mà chưa chế biến, chưa cháo chế biến này, mình quay cho bạn xem ha. Quay sơ lược hai món này trước à, bò với gà. Dạ sáng quay cho bạn xem và cháo mình hấp nước mắm các bạn ơi. Giờ hấp mình không thay, chín rồi mình mới thay. Quay cho anh em bạn bè xem vui ha. Chín rồi mà dẫn qua ha các bạn. Chín rồi hả? Lẩu nước dừa này rồi mình nhúng thịt bò ha. Này cũng nấu nóng rồi. Mình để bếp ga lên cái màu nóng luôn. Không, anh em mình chia đôi ra. Này cũng đương dọn ra các bạn ạ. Sữa anh em làm xương xương các bạn. Quay cho anh em bạn bè xem vui ha. Quay nhậu nhẹt hoài cũng phạm quy tắc cộng đồng mạng quá các bạn. Này quay cũng hơi khéo lên chút, để mà chai bia ở ngoài cho nó đừng dính chóng các bạn. Giờ chân nước mắm mình đã đem ra xong các bạn. Này hấp nước mắm thấy im không các bạn? Bên đây thì bò hồi nhấn vào cái ổ nước dừa nữa các bạn. Đây là nước dừa với mật xả mình nãy giờ. Bò bén nha các bạn. Cháo thì làm nước chấm thôi. Là làm quá khá. Đừng làm chấm ớt mà. Đừng để chanh để tắt lượng ơi, thơm. Có chanh hay gì? Có chanh. Thì muối ớt sắc có chanh bỏ vô nè. Nè em. Gao lỗ mình cũng rút qua gao luôn các bạn. Gao mà bông bí, rau thơm, cải, ngò gai luôn các bạn. Xin mà rửa xe cũng như không. Bên đây thì gao cần cua, gao muống. Đá đi, đá vô vườn mình không ạ? Cái nhà nó vườn. Gao đồng có nổi các bạn ơi. Đó quay thao lên bò chưa? Nồi nấu sôi quá sôi. Xuống đi. Rồi xuống lại anh em ơi. Mời anh em bạn bè cô bác vô nhậu với mình vài ly ha. Xé còn ngon ha. Cố lên anh. Vì tình yêu lạc vào nữ Duy Quốc thì ráng chịu. Nóng quá bạn ơi, xé hơi khó. Mình xé ra đi rồi đó, ngồi ngủ xé lại gì. Này xé khoai mà nóng quá bạn ơi. Này xé ra sẵn để hồi cho nguội cái bắt đầu xé lại mình được nóng quá. Con gà này giờ tỏi ăn mới ngon nè, ít tỏi quá. Nhóc cho nó dễ chịu rồi. Một hố. Nóc đây nè. Có đâu, có đâu. Có thì để vô cái lỗ này nè, có cái nó cũng để nấu chín thôi dùng ăn.
đa được. Ngút khỏi rồi. Để mình lại ra đi đi từ đó. Nè, con cầm để cái đùi nó mềm nè. Để cho cương cái đùi luôn đi. Đó chi. Nè, nước đá nè. Ờ đừng có đá nó dở tôi nó vậy nó thấm vô con. Lấy tay kìa. Sáng mình mua cái bao tay. Để em gượt đuổi đi. Không quá xe khó mà. Dạ xếp khoai ăn mới ngon chứ chặt cho ăn không ngon nha các bạn. Vậy cho anh em bạn bè xin vui ha. Về đó chị. Đi đường kia mày, tôi ngồi đứng quay thấy không con. Răng nó bữa nào nhổ mẹ rồi dừng tư đây. Lên bỏ con về chạy 11 giờ không? Có giờ nó 9 giờ. 9 giờ hả? Mày chạy vô tới trong được luôn hả? Trong đó mà không biết đường nó mà vô trong kia thôi. Rồi ở ngoài rồi đi xe hôm nay vô vậy? Đó, không chở vô tới nhà. Đó nhà luôn hả? Không có bao tay hay dở không? Không bọc không chơi. Đúng không? 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Còn cái nữa coi. Cái màu trầm hầm ở trên đó nè. Trời ơi, màu gì. Đây bà cái. Rồi con gà hấp nước bóng, mắm xé khoai ra sẵn rồi đó các bạn ơi. Cái này chỉ là vô nhậu còn nữa là xong việc nha. Nè, xử tích cái đám giỗ nè. Cơm, cơm, xử tích cái đám giỗ. Để mình thử miếng nha các bạn. Dễ trả trở về mà. Ông lô gặp bà đó, mày hiểu không? Ông lô gặp bà. Rồi vậy rồi, được rồi. Ok. Tại bà là thuộc dạng là đồng xe rồi, hiểu không? Xuống nè, ngồi. Kém nè, đúng không? Trời, chó cái đùi đi, múc cái đùi bự. Chú, múc cho con cách tỏi đi chú. Rồi, từ từ. Để. Tỏi á. Thấy ngon. Này, sau đây cái nước nó bỏ lên xíu nữa chú. Hai bên đây nè. Đây là cái đùi nè. Thà gấp thịt đó, để cái xương cầm lại nó dễ ăn xương cho ăn thịt đi. Rồi. Vô Việt Nam vô địch. Cô bác chị em ở chung với gia đình mình ha. Giờ bà làm 15 lon, 15 chai. Rồi giờ nắng ly vô đi. Một, hai, ba. Vô. Rồi. Cô uống gì? Chưa uống không? Bà có cô giấy không? Rồi, anh ta quay uống sao kịp. Này, chế biến món mới nha các bạn. Gà hấp nước mắm. Gà đi bộ. Rồi thịt bò thì nhúng lẩu nước dừa nha các bạn. Rồi, con gắp hết đó đi. Gắp hết được đó đi. Rồi clip mình quay cho anh em bạn bè cô bác xem vui ha. Ở đây cũng xin kết thúc clip quý vị và cô bác ơi. Rồi xin chào, hẹn lại clip kế tiếp ha.